Phú quay trở lại kênh của Việt Phú. Nay thì em đóng hàng và em có một số món hàng sâu cho anh chị của chú cùng xem. Thì đa số là hôm nay thì điện thoại và dao. Điện thoại thì em đóng trong các cái hộp nhỏ và cái túi nhỏ này. Như vậy. Bọc tổng sốc các thứ và các cái hộp và cà phê Việt Nam mua bên này thì đóng vào đấy luôn. Còn nét cà phê nữa. Vậy con điện thoại có Samsung rồi S9, S10, S8. Con rồi có khách mua là gì bao cao su đó. Loại siêu mỏng nhất thế giới 0.01 0.02 mm đấy, thì em cũng có trước mặt đây rất nhiều món dao và ở trong này thì có một cái kiện em đóng rồi chốt trước vì em đăng Facebook ấy, thì anh ở trong thành phố Hồ Chí Minh anh có chốt cái mỡ dao này 2 triệu một cái hộp này thì trước tiên em sẽ review các con dao ở phía gần trước, lấy điện thoại cho dẹp sang bên trước. Em sẽ review trước con dao là con nào review con đó, chứ không theo thứ tự trước sau gì. Vậy thì giá thì em có chọn lọc và em có ghi trên từng sản phẩm rồi. Thì đầu tiên là một cái set dao Yugata Inesinabe 4 món. Dao này phải dao nhỏ thôi. Yutaka này. Cục kình Respeed con này thì nó nguyên trong cái bọc luôn quý vị nhá. Nguyên trong cái bọc luôn, người ta chưa sử dụng đến một tí nào luôn, chưa chưa xẻ khỏi cái đường lưỡi cưa sẵn này. Còn một thớt, một cái dao nhỏ để gọt hoa quả, một cái dao để cắt bánh mì, một cái dao để có cái dĩa này. Có cái ngạnh trước. Người ta dùng hay cắt để cắt bơ, cắt bây giờ cắt mấy cái đậu phụ gì đó, mấy con món nam cũng không sành lắm. Yutaka này, Shinabe có ghi trên thớt luôn. Có móc treo, gỗ, gỗ là gỗ gì không? Thì nguyên chưa sử dụng, mới hoàn toàn 100% nhé, quý vị nhé. Hàng cũ nhưng mà chưa sử dụng. Con này thì em bán với giá cả set là 240.000 thôi. Em bán gọi là bán thôi chứ còn cái này cước còn chuyện nó là hơn cân là mất 190.000 một cân rồi. À, bọn cái dao thì chính ra là dao này có mấy chục nghìn, 50.000, 50.000 ba dao cả thớt, hay quá, ok rồi. Đấy, em mà cho nó vào luôn, nó gọn trước đã, review con khác. Thì tiếp theo là một cái con dao, đây, dao này thì một con dao thái rất là đầm tay, sắc nhìn như mới luôn. Con này không biết họ sử dụng chưa nhưng mà có ghi là stainless steel này rồi có hình trong đầu bếp mà có gì đây scoff fear. Con này thì cái độ dày nó tầm 3 mm 2 mm, còn độ dài thì hơn 1 gang còn tầm 22 cm, rất là sắc nha quý vị nhé. Có một tờ giấy là sẽ cắt thử cho quý vị xem. Đây là cái tờ giấy mỏng của cái hóa đơn của con mini quý vị, nhất là đứt nhất đấy. Tờ này nó chỉ rất là cái giờ mua hàng ở con mini siêu thị ấy, nó có ghi receipt đấy, hết sắc hình như mới luôn. Cái này em bán với 430.000 về Việt Nam, giá này giá về Việt Nam nha quý vị nhé. Con này thì cán bằng gỗ, nó rất là cầm rất là đầm tay. Cái này thì có ghi chữ gì đây, đặc tuyển gì đây, liệu dao gì đó em không đọc được hết mấy chữ hàng. Tiếp theo là một cái con dao khác ghi chữ hô trồ ở kia tỉnh Kagoshima này. Đây là của cái hiệp hội nấu ăn ở Kagoshima, đây là của Tanegashima này, của nhà sản xuất này là 1954. Đây là một con dao như gọi là phi lê đó, có ghi số 40, con này bán 180.000. Có ghi đây là gì đây, bản gì đấy cho biết chữ Hán là chữ gì luôn ở bên này, nhưng mà chữ Hán không không biết đọc là gì luôn. Nhiều người Nhật người ta không biết luôn nhé, bây giờ người Việt người nước ngoài mình. Con này dài 1,5 mm, rất là sắc nha quý vị, nó sắc hơn chắc là sắc thua kém một con kia.
rất là sắc. Con này em bán giá 180.000, con da phi lê gọt hoa quả gì đó. Tùy vào cái công dụng của mỗi người. Tiếp theo một con dao khác, con này thì em chuyên đầu bếp Điều hột trổ 280.000. Đây, con dao này thì quý vị có thể thấy là nó còn gần như mới, chưa sử dụng xoại. Đây, một con dao rèn Nhật rất là bóng loáng, chưa 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 dùng thế sao. Người Nhật thì có một cái hay đấy là người ta cũ hay mới thì người ta vẫn giữ nguyên cái hộp đó, và mình về là có hộp liền khác ở đó. Đây là nguyên trong hộp và trong cái bọc luôn. 230 tiền đấy, 280.000, dao rất là ok. Có ghi đây là gì đây, đặc sản gì đây, thịt gì đó của cái nhà sản xuất này đó. Thực ra là em thì dao em không không có sành đâu, em bán bên này thì em bán hàng cũ thì cái gì mà thấy có khách là em bán à, chứ không phải là chuyên, nên là nhiều lúc cái phần giới thiệu sản phẩm nó không được hấp dẫn như các anh em bán dao sẵn ở Việt Nam. Đây là quý vị mua của em nhiều rồi thì quý vị cũng biết là cái hàng em lại thật ở bên này thôi. Thế còn về cái mức độ chuyên sâu về các cái hàng thì em cũng không biết bằng các anh em ở Việt Nam đâu. Chỉ có em làm chuyên về máy tính laptop thì em cái đó thì em không biết. Thế còn là mấy cái hàng khác đa số là em bán là chính, chứ còn chuyên nghiệp không phải chuyên nghiệp. Nên quý anh chị cô chú cũng hết sức là thông cảm giúp em. Đây có con dao để lâu nó bị dị, cán thì nó cũng cái gỗ nó bị mục rồi. Bán 100k, hoặc anh em nào mua đồ một hai món em tặng luôn con này luôn. Con này cũng rất là sắc đấy, chứ không phải là không sắc đâu, nhưng mà nó bị mục. Thử cắt xem có cắt được không. Nó cùn hơn mọi con kia. Tất nhiên là nó cùn hơn rồi, nhưng không thể bằng mọi con kia được. Nó vẫn cắt đứt, vẫn cắt rất là sắc đấy, nhưng mà so với mọi con kia thì cảm giác cầm nó sẽ bị cùn hơn. Đây có ghi là gì đây, Nhật Bản Kiều này gì đó. Đó, cầu Nhật Bản sao thế. Đây thì con dao này chắc là cũng dùng khá lâu, mà còn nguyên hộp, người Nhật người ta dùng rất là dữ nha quý vị nhé. 100.000 con dao này, bán vừa cho tặng cùng anh em là mua hai món. Tiếp theo là sang sản phẩm này, là một cái sản phẩm gì đây, tối cao gì đó. Đây là của cái nhà sản xuất này này, Trung Hoa Hô Trồ này, nghĩa là cái dao mà dao nấu ăn theo kiểu Trung Quốc á, nhưng mà là dao Nhật á, nhưng mà nó là theo kiểu Trung Hoa, hay dùng cái dao to như này, người ta gọi là như thế. Dao này thì có ghi đây là Shiki Mura Saku là gì đó, kiểu là cái làng, chữ này chữ tác, chữ làng chữ tác, chữ này chữ hệ chữ gì đó, em không biết hết. Con dao này thì mới tinh rồi, một con dao chặt này. Chặt em chặt gà vịt thôi nhá, chặt xương lợn mà xương bò thì chịu nhá quý vị nhá, sắc ngọt luôn nhá. Còn này thì một nhát là này, độ dày của cái con này chắc là 1,5 mm nha quý vị nhá. Dài thì 18 mới tinh. Con này bán 650.000, dao này là dao Nhật chính hãng luôn á, mới tinh nha quý vị nhá. Nguyên bọc vào đây cho nó an toàn, vào luôn tí đang quay lại con nó ra nó bị gãy tay đứt chân nhọc lắm. Thành thủ hai đứa trẻ con đang ngủ trưa quay video quý vị xem. 650.000 nha con này nha quý vị. Tiếp theo là một con dao gì đây, Silent Kitchen Knife. Đây là một con dao gọi là theo tiếng Anh thì nó là dao nó ăn tuyệt vời luôn, excellent luôn. Đây, con này cũng rất ok, con dao thái quá ok luôn. Con này có ghi bằng chữ đăng lục gì đây, kinh quảng đó, tiếng Hán là đọc như vậy đó. Nhật Bản hộ lai đó. Đây cái về dao thì em cũng không xanh, em nói rồi, nhưng mà về thấy đẹp và chất lượng thì em ok, em bán cho quý vị về Việt Nam dùng. Con này dày 1,5 ly, dài chắc tầm 16 gì đó. Chưa là cắt này thì con này thì nó sắc ngọt đấy, con này dễ cắt nhèm nhát thế rồi mà không có chỗ cầm luôn, nên là tự cắt đi.
bị cong hết rồi, không cầm được. Còn cái dao này sờ vào là thấy nó sắc được vị, không giảm à, cắt rất là ngọt. Con này bán với giá mấy đây? 320.000 nhé quý vị nhé. Một con dao thái rất là đẹp nữa, gần như là mới tinh luôn. Con này so với các con dao rèn ở Việt Nam thì chắc là đồng giá thì chắc là em nghĩ cũng không không thua kém một tí nào, nghĩ là chưa biết thằng nào hơn thằng nào. Đó. Nhiều anh em ở Việt Nam giờ rèn là cũng bán dao nhiều, dao rèn thì tất nhiên dao rèn nó cũng có cái hay của dao rèn đấy, đối với dao chặt trong tùng cùng với cái mức cái giá bán ở Việt Nam ấy, thì ở bên này không thể mua được cái dao chặt, nhưng mà nếu mà chất lượng thì dao chặt ở Việt Nam cũng em thấy là ok, còn dao thái thì bên này em thấy là ok hơn. Đây là một con dao, cũng là một con dao cắt sashimi được. Dao này thì đây, con này là có ghi rằng đây là rèn bằng thủ công, là bằng tay này. Con này em bán 250.000, rất là sắc, con này rất sắc, rất dày luôn, dài chắc là cái bề này á 3,5 mm nha quý vị nhé. Dài thì 20 cái lưỡi này 20 cm. Con này bán 250.000, dao làm sashimi ạ, cắt thịt cắt cá đó. Rồi tiếp theo để một cái này 30. Đây là một con dao này có giá 300.000 này. Con này thì đây quý vị có thể thấy luôn là rất là đẹp, mới trong bao bóng luôn. Dao rèn thì nó có nhược điểm là nếu mà để ấm nước thì phần này nó hay bị dị, mình cắt xong mình rửa rửa nó chưa khô nó hay bị dị. Rất sắc ngọt, nãy em mới đưa ra thử cắt quả dưa hấu cho con ăn á, mà một để một lúc rửa chưa khô hết thì nó bị han liền. Dao rèn thì nó có cái nhược điểm nó như thế, rèn tay nó sẽ thua các cái dao inox không dỉ. 300.000, con này có độ dài khoảng tầm 16 cm và độ dày 3 đầu này là dài dày nhất là 3 mm. Nó còn là 300.000 quý vị. Này thì em sẽ đóng hàng gửi cho khách thì tiện quý vị nào có còn thì gửi luôn. Còn đây là một cái bộ dao gọt và thái hoa quả 160.000 hai con, hay là dao Đức hàng mới chưa sử dụng nha quý vị, mới máy tính ghi in Germany ta đùng lên. Con này thì rất là sắc luôn, này thì đúng đâu thì đâu sắc kinh khủng, sắc lắm. Đây có một con dao gọt này, và một cái dao gọt vỏ cũng như là cái gì đây, công dụng cái này thì em không biết là gì, biết là phần này là gọt vỏ này. Đó 160.000 hai con này quý vị, 80.000 một con. Giá đã về Việt Nam, đây là một dao made in Germany luôn, dao Đức thật nhé, không phải là gói dao Đức nhập khẩu Trung Quốc nhé. Đây là một bộ dao 350.000, 5 cái sao. Đây là một bộ dao của China nhưng mà xuất Nhật này. China sản xuất cho Nhật nhé, không phải là China xuất Việt Nam mà xuất châu Phi khác. Đây có 4 con quý vị, 350.000 thôi, 4 con 350.000 hơi đắt, bán 250.000 em cũng bán, quý vị đã mua em bán luôn. Rồi em có tưởng 5 con mới tinh mà chưa sử dụng tí nào. Dao cắt thái thịt, thái thịt bò cứ đây, gọt hoa quả là gọt lóc cá này. Đây dao này thì đúng là dao để phi lê tuyệt vời luôn rồi. Đây là một con dao thái này, đây, stainless steel nhá, thép không gỉ nhá. Con này rất là đẹp đấy, con này cũng rất là ok. 250.000 bốn con này thì cũng khá là êm á, 1,5 ly này, dài khoảng 13 gì đó, rất sắc, chưa sử dụng luôn, mới tinh. Thôi China xuất Nhật nó có cái chất của China xuất Nhật cho quý vị ơi, không phải như mấy ông cứ bán ở Việt Nam là rau China xuất Việt Nam mà nó khác, tiêu xe tiêu chuẩn mỗi nơi thì chất lượng nó sẽ khác nhau. Từ đấy thì quý vị rất là sành sỏi rồi, em nói thêm cho nó vui này,
Này, 4 con ở vị 250.000 vẫn bán. Ok luôn. Bán cho nó đủ lô gửi về cùng một chuyến mà. Còn cái này thì có set này 6 con này thì của cái anh kia anh mua rồi. Em bán 500 50.000 6 con. 6 cái này. Đây có một cái gọt, một cái kéo, một cái dao thái sashimi, một dao thái, một dao gọt. Hàng mới tinh chưa sử dụng. 150.000. Là gồm có 5 cái món này. Và kèm thêm một cái món này, một cái dao thái này nữa. Thái sashimi, thái bánh mì nữa. Mới tinh luôn, chưa sử dụng luôn. Bóng loáng luôn. Nhặt luôn. Là anh khách quen này em bán dao thái bánh mì răng cưa mà thái được cái giấy ngọt vậy. Quen em bán tặng kèm cái này thôi. Thế còn mấy cái này, hai mấy cái này thì không còn nên biết giá nữa. Rồi có người đặt rồi. Đó. Thế nay em có review lên viện sĩ của chú mấy món dao như thế. Tiếp theo là một cái món đồng hồ này. Đồng hồ smart watch này. Còn cái giá niêm yết của nhà sản xuất là người ta muốn bán 21.988 yên, khoảng tầm hiện tại tương tầm 3 triệu rưỡi đó. Chưa thuế nhá, chưa thuế quý vị nhá. Thì hàng mới nhá, tinh tinh. Đây có nhiều chức năng GPS vận động này, rồi chạy nhảy này, rồi đo giấc ngủ, nhịp tim này, thời tiết đồng hồ này, như thế này. Email này, nhạc này, calculator này. Đặc biệt là cái dòng này thì nó có thêm chức năng là có thể bắt được qua cái Bluetooth để có thể nghe gọi được. Nó hơn cái hệ trước một chút là không thể nghe gọi được. Nhưng bây giờ nghe gọi được, nếu quý vị kết nối qua cái ứng dụng của nó, qua Bluetooth với cái điện thoại ấy, thì quý vị có thể nhận được cuộc gọi. Nên có thể nói người ta nghe được đó, nghe gọi được đó. Đó. Giá ở Việt Nam bán 850.000 nha quý vị nhé. Và trong khi giá nên biết người ta đây có ghi đây nhé. Không phải là giá em bịa. 3 triệu rưỡi đó, chưa thuế. Vậy thì em xin chấm dứt video tại đây. Lâu ngày em lên video một chút để quý vị đỡ quên. Thì em vẫn bán hàng đều, tuy nhiên thì thời gian gần đây cũng hơi bận, chưa có thời gian ra video được. Thì quý vị anh chị của chú hết sức thông cảm. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video sau.